Trong quá trình triển khai chuyên đề, thực tiễn và ảnh hưởng của các dự án trang trại đến môi trường, phóng viên tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, môi trường.net.vn đã nhận được thông tin về việc thời gian gần đây, hộ ông Đặng Bá Đọc, tên thường gọi là Lộ, bà Đặng Thị Thủy tại thôn Gia Lương, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho một số tổ chức cá nhân thuê kho, nhà xưởng để sản xuất không đúng quy định, gây tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng đến môi trường. Ngày 28 tháng 3 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành công văn số 847 UBND-TNMT về việc tập trung tổ chức thực hiện chuyên đề 3 của Ủy ban Nhân dân thành phố đối với nội dung công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng, đất sử dụng trái mục đích trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt những giải pháp đồng bộ để xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp công ích, đất công theo quy định của pháp luật và các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố đối với các vi phạm đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận tại các kết luận thanh tra, kiểm tra. Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường, xã, thị trấn phải kiên quyết, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật ngay khi xuất hiện các hành vi vi phạm, lập hồ sơ các trường hợp vi phạm vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp huyện, xử lý theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm. Kiên quyết xử lý đối với các trường hợp cán bộ, công chức tại địa bàn các phường, xã, thị trấn để phát sinh các vi phạm mới mà không được ngăn chặn, xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Để tìm hiểu về công tác quản lý nhà nước, kiểm tra xử lý của Ủy ban Nhân dân xã Việt Hùng đối với hai hộ trên về môi trường, đất đai, phòng cháy chữa cháy, phóng viên đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Việt Hùng. Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Việt Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Hùng cho biết. Khu đất này thì trước đây là đất công do ban xã quản lý. Trong quá trình sử dụng thì cái diện tích đất trước đây là hang hố, thùng đầu, thùng đống rất là khó khăn, rác thải rất là bừa bãi. Thì thực hiện cái chủ trương đưa cái quỹ đất mà chưa sử dụng và cũng mục đích để khai thác cái tiềm năng đất đai thì xã cũng có báo cáo đề xuất huyện để tổ chức là cho một số hộ gia đình trong địa phương có nhu cầu sản xuất nông nghiệp để sử dụng khai thác cái diện tích đất đó. Thì trong đó có trường hợp của gia đình là ông Lộ và Thủy. Chỗ ông Lộ thì là khai thác sử dụng trước, thì ông Lộ là cũng phải từ năm 2000 khi xây dựng kho xưởng gây ô nhiễm môi trường vẫn mới hoạt động cách đây mấy tháng thôi chứ còn từ trước đến giờ thì gia đình người ta là thực hiện cái việc đó là sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Thì sau đó là nó vướng bận được cái thời điểm mà covid thì sau đó là lợn này là những cái hoạt động chăn nuôi thì nó không mang lại hiệu quả nữa và cũng thiệt kinh tế nhiều. Thì sau đó gia đình bỏ không thời gian. Thì vừa rồi là cách đây mấy tháng thôi thì cũng có cái là tổ kiểm tra thì cũng có thấy một số cái kho xưởng dựng lên. Thì chúng tôi cũng đã có thành lập đoàn kiểm tra, nhưng tuy nhiên là đến nay để đặt biên bản về khi mà bắt đầu dựng khung bằng các loại hình hoạt động sản xuất hiện nay thì chúng tôi cũng đang tổ chức tiến hành thành lập đoàn, sau đó thì sẽ kiểm tra cái chức năng pháp luật của hộ gia đình trong quá trình khai thác sử dụng trên. Còn khi mà hoạt động xây dựng bắt đầu diễn ra thì ủy ban xã cũng đã có sự biên bản rồi và các quyết định của chủ thi công hay là các biên bản yêu cầu tháo dỡ những công trình đó. Và Thủy thì được ký hợp đồng từ cái giai đoạn là 2016 là để sản xuất nông nghiệp, trồng cây ăn quả, đấy là kết hợp những nguồn chủng loại chăn nuôi. Thì trong quá trình sử dụng thì chỗ gia đình chị Thủy Bắc thì cũng có dựng hai cái nhà kho. Nhà kho thì chúng tôi đã có lập biên bản đi ra với công an yêu cầu tự theo dõi tất cả công trình. Thì có một cái nhà kho trước đây đã khắc phục và dừng hoạt động rồi, thì hiện nay thì không có thể cũng còn hoạt động không, thì tôi chúng tôi sẽ kiểm tra lại cái nội dung này. Chúng tôi cũng đã có phối hợp với kiểm tra của huyện đến hàng kiểm tra mấy lần rồi. Liên quan đến việc thực hiện luật bảo vệ môi trường của hai hộ trên, bà Oanh cho hay. Về môi trường thì các đề án môi trường thì hiện nay xã chưa có, còn đâu thì chỉ có các cái môi trường đơn giản thôi, chưa có các môi trường xác nhận. Được biết, ngoài việc lập biên bản và ban hành các quyết định đình chỉ thi công, yêu cầu tự tháo dỡ đối với hộ ông Đọc,
và bà Thủy, Ủy ban Nhân dân xã Việt Hùng cũng chưa ban hành quyết định xử phạt đối với hai hộ trên về môi trường đất đai. Ghi nhận tại khu đất của ông Đặng Bá Đọc, dù đã bị Ủy ban Nhân dân xã Việt Hùng yêu cầu tự tháo dỡ nhà xưởng, tuy nhiên phóng viên không thấy bất kỳ một động thái tháo dỡ nào. Thậm chí các nhà xưởng này đã hoàn thiện và đi vào hoạt động. Phần lớn diện tích đất đã được dựng kho xưởng cho thuê, chỉ còn lại một diện tích nhỏ để chăn nuôi. Có lẽ các đơn vị này nắm bắt được sự có mặt của phóng viên nên đã đóng cửa gần hết. Đặc biệt có một đơn vị hoạt động với rất nhiều thùng nhựa màu xanh như chứa hóa chất được tập kết ngoài môi trường. Làm việc với phóng viên, ông Đặng Bá Đọc cho biết. Thực ra ngày xưa là cho thuê thầu để chăn nuôi. Sau cái quá trình anh nuôi là nó bị lỗ, thua lỗ. Đấy, đâm ra anh mới còn là không đủ khả năng anh chăn nuôi nữa. Đấy, là anh mới còn là cho người ta mượn để kho chứa các thứ. Hiện tại thì mình đang cho bao nhiêu đơn vị vào thuê kho xưởng? Là cho vào còn là 3 đơn vị. Một là chứa chát, nước tẩy rửa sạch, kho chứa đó. Người ta chỉ chứa đó. Công ty Phúc Thịnh, Hòa Hàng. Còn trưởng thì văn làm cho cảnh cũng không xuống kiểm tra, người ta cũng không cho thuê đâu ấy. Xã người ta cũng phải cũng tạo điều kiện. Tại khu đất trang trại của bà Đặng Thị Thủy không còn hoạt động chăn nuôi nông nghiệp nữa mà đã chuyển sang hoạt động công nghiệp. Tại đây bà Thủy cho công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Malisa thuê để sản xuất đóng pallet gỗ. Bụi bặm trong quá trình cắt xẻ, mài gỗ được thu gom bằng các túi lọc nhưng nhà xưởng không khép kín. Bụi không được thu gom triệt để, gây phát tán ra ngoài môi trường. Ngoài ra, điều kiện về trang thiết bị phòng cháy chữa cháy của cơ sở này rất sơ sài, không đảm bảo, gây tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn. Liên quan đến các văn bản xử lý của Ủy ban Nhân dân xã Việt Hùng, đối với hộ ông Đọc, bà Thủy, dù đã liên hệ với bà Oanh để cung cấp, tuy nhiên đến nay, phóng viên vẫn chưa nhận được để công tác quản lý nhà nước về môi trường, đất đai đối với các dự án được cho thuê làm trang trại, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh được sát sao, chặt chẽ. Kính đề nghị huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh chỉ đạo các phòng ban chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm, dứt điểm những tồn tại của hộ ông Đặng Bá Đọc và bà Đặng Thị Thủy.